Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm mầm Vlog sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại giống mới, đó là giống dưa chuột chùm nhé. Thì cái dạng hạt giống này là dưa chuột chùm, là dưa baby, là cái loại dưa nhỏ. Thế thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách là trồng dưa chuột chùm bằng hạt nhé. Đó, và tôi sẽ cắt cái gói hạt giống này ra, xem ở trong cái gói hạt giống này của chúng ta nó có bao nhiêu hạt. Nó có 10 hạt các bạn ạ. Tôi xin nói sơ qua một chút về cái dưa chuột chùm này. Thì cái dưa chuột này chúng ta có thể trồng được quanh năm. Và cái dưa chuột chùm là cái loại cây rất là ưa nhiệt, cho nên là chọn cái chỗ trồng có nhiều ánh sáng một chút thì là nó cây nó sẽ rất là sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Đó. Thế thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một bát nước ấm như thế này. Khoảng tầm 35 40 độ thì các bạn sẽ thả cái hạt của chúng ta vào đây. Chúng ta ngâm khoảng tầm 2 cho đến 3 tiếng. Đó. Thì sau khi ngâm được khoảng tầm 2 3 tiếng rồi thì tôi cũng nói luôn là trong quá trình mà các bạn ngâm ý, thì các bạn có thể cho thêm cái thuốc kích thích rễ. Cái thuốc kích rễ là L3M hoặc là cái thuốc kích thích Atolic, tăng trưởng Atolic thì cũng đều được. Bây giờ cho vào đây thì nó cũng có tác dụng đối với cái hàng của chúng ta rất là tốt, tức là nó sẽ loại bỏ những cái mầm bệnh hay là những cái mấm mốc ở trong cái hạt của chúng ta đi. Và trong khoảng thời gian 2 đến 3 tiếng chúng ta ngâm hạt thế này thì là cái hạt của chúng ta nó đã hút nước cũng khá là lo đủ rồi. Và khi mà chúng ta cho ra ngoài chúng ta trồng hoặc là chúng ta ủ thì cái thời gian nảy mầm của nó sẽ kéo ngắn lại, tức là nó sẽ rút ngắn cái thời gian nảy mầm lại. Đó. Thế sau khi mà các bạn đã ngâm được 2 đến 3 tiếng rồi nha. Tôi nói luôn ở đây là các bạn ngâm đến 2 đến 3 tiếng chứ không phải là các bạn ngâm một chút rồi chúng ta bỏ ra thì như thế cái thời gian lẩy mầm của chúng à cái thời gian hạt của chúng ta ngâm trong nước nó chưa được nhiều. Sau khi các bạn ngâm được 2 đến 3 tiếng rồi thì các bạn sẽ có thể là tôi nói luôn là có hai cách. Các bạn ngâm xong rồi các bạn sẽ có thể gieo luôn trực tiếp vào trong cái viên nén này. Đó, hoặc không thì các bạn sẽ gieo trực tiếp xuống dưới phần đất, hoặc không thì cách thứ hai đó là các bạn sẽ sử dụng cái khăn ẩm. Một là khăn ướt trẻ em như thế này. Hai là cái khăn ẩm mà chúng ta dùng, đó là khăn xô hay là cái khăn vải gì đó để cho nó thoát nước tốt. Khi ngâm được 2 đến 3 tiếng rồi thì các bạn sẽ vớt cái hạt này ra. Chúng ta rửa qua cái hạt này cho nó sạch đi nhé. Đó. Và chúng ta sẽ vớt ra. Lên ủ khi mà hạt của chúng ta nó nảy mầm rồi thì các bạn hãy trồng ra ngoài đất, như thế thì cái tỷ lệ nảy mầm của nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà các bạn gieo trực tiếp xuống dưới đất cũng được, không làm sao cả. Thế nhưng mà tôi chỉ sợ là cái thời gian nảy mầm của nó lâu thì các bạn sẽ không kiên trì được thôi, và những cái con trùng nó sẽ tham mất hạt của chúng ta đi. Đó, tức là chúng ta trồng ra mà chúng ta không để ý được. Đó. Thế thì sau khi các bạn đã cho hạt vào khăn ẩm này rồi thì chúng ta sẽ cho vào một cái, các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi cái lọ nhựa như này và chúng ta sẽ cho vào cái lọ nhựa này. Các bạn có thể kiếm bất kỳ cái lọ nhựa nào ở trong gia đình này chúng ta đều có sẵn, đúng không ạ? Thì là các bạn sẽ đậy lại như thế này. Thì cứ một ngày các bạn sẽ mở ra, các bạn kiểm tra xem hạt của chúng ta nó đến đâu, nó nảy mầm đến đâu rồi, và khăn của chúng ta khô thì các bạn sẽ cho ra và chúng ta sẽ nhỏ nước vào đây cho khăn nó ẩm. Đó. Thì sau khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì hạt của chúng ta nó sẽ nảy mầm. Và lúc này hạt đầy mầm rồi thì các bạn sẽ sử dụng vào cái viên nén như thế này. Tôi nói cái viên nén ở đây, nếu nhà bạn nào không có viên nén thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái đất. Các bạn cho viên nén vào bát nước sạch như thế này. Sau khoảng tầm 3 đến 5 phút thì cái viên nén của chúng ta nó sẽ lở ra hoàn toàn. Các bạn, nhà bạn nào không có viên nén thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái đất trồng. Thì đất ở đây, các bạn lưu ý là đất sẽ là giàu chất dinh dưỡng. Đất thịt cát pha hoặc là cái đất thịt nhẹ, tơi xốp và màu mỡ. Trước khi trồng thì lên trộn một ít cái phân hữu cơ hoặc là cái phân vi sinh vào đất, như thế thì đất của chúng ta nó cũng rất là tơi xốp, đúng không ạ? Các bạn chuẩn bị phần đất như vậy rồi thì tôi cũng lưu ý một chút là đất của các bạn ấy mà chuẩn bị ở nhà thì các bạn sẽ phải sử dụng cái vôi bột, tức là chúng ta phải khử sạch cái mầm bệnh trong đất đi. Như thế thì chúng ta trồng hạt hay là trồng cây xuống thì nó sẽ không bị nấm bệnh mà gây, tức là nó bám vào cái thân hạt, thân cây của chúng ta. Đó, còn nếu mà các nhà các bạn nào mà không có đất sẵn thì chúng ta sẽ ra ngoài chợ chúng ta mua cái đất, ở đây là đất, một là đất chipat, hai là cái đất sạch, thì người ta cũng có bán tại những cái cửa hàng của cái cảnh ấy, thì người ta cũng bán những loại hạt giống, những loại cả
loại đất đó thì các bạn chỉ việc mua về và các bạn trồng hạt hoặc là trồng cây vào thôi. Đó. Thế thì với cái hạt giống dưa chuột chùm này, nó cần khá là nhiều chất dinh dưỡng các bạn ạ. Thế cho nên là trong cái quá trình mà các bạn chăm sóc cái dưa này, cây dưa này này, thì các bạn sẽ phân ra thành nhiều đợt để chúng ta bón nót cho cái cây dưa chuột của chúng ta. Thì trong cái quá trình mà bón nót thì các bạn sẽ chia ra khoảng tầm từ lúc trồng cây con cho đến khi mà cây thu hoạch, thì các bạn chia ra khoảng tầm 3 đến 4 lần chúng ta bón bằng phân. Thì phân ở đây nó sẽ là phân kali đó. Phân NPK, tôi xin lỗi, phân NPK. Đây, thế sau khi mà ngâm cái viên nén này thì nó đã nở ra như thế này rồi các bạn nhé. Đó. Cái kích thước ban đầu của nó thì nó rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà khi sau khi ngâm nước xong thì chúng đây, sau khi ngâm nước xong nó đã nở to ra như thế này rồi. Đấy. Thế sau khi hạt của chúng ta nảy mầm thì các bạn sẽ cho mỗi một viên nén này là một hạt nhé. Đó. Một hạt này. Các bạn cho vào đây. Bạn sẽ cho cái miệng này nó có phần đất này xuống. Sau khi các bạn cho hạt giống vào đây rồi thì chúng ta sẽ hàng ngày chúng ta sẽ tưới nước 2 đến 3 lần. Chúng ta sẽ dùng bằng cái bình xịt phun sương và chúng ta sẽ tưới vào đây. Thì các bạn sẽ tưới vào buổi sáng sớm này đó, và buổi chiều thì các bạn sẽ tưới. Tưới vào xong rồi các bạn sẽ cho cái viên nén này của chúng ta vào trong chỗ râm mát. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải tránh những con côn trùng, nó sẽ tham mất cái, nó làm hỏng mất viên nén này của chúng ta. Chúng ta sẽ phải che đậy lại. Thế sau khoảng tầm 7 ngày, 5 đến 7 ngày thì cái hạt của chúng ta nó ra cây con rồi. Thì lúc này hạt ra cây con rồi thì các bạn vẫn tưới nước bình thường. Và khi cây có khoảng tầm 2 cho đến 3 lá thì các bạn có thể mang cái cây con này ra ngoài chỗ ánh nắng mặt trời để cho nó tiếp xúc gần với cái với cái ánh nắng mặt trời đi. Thì lúc đó các bạn sẽ đưa ra ngoài cây, đến lúc nó lớn rồi các bạn đưa ra ngoài ánh sáng nắng nhiều thì nó sẽ không bị như kiểu là khi mà các bạn cho ra tiếp xúc nhiều dần như vậy rồi thì khi mà chúng ta cho ra ngoài ánh sáng nắng thì chúng thì sẽ thích nghi được với môi trường ánh nắng nhiều hơn. Khi cây dưa chuột của chúng ta được 5 đến 6 lá rồi thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều cái tua quấn. Thì lúc này các bạn có thể làm dàn cho dưa nhé. Thì các bạn nên làm dàn là các bạn sẽ cắm một cái cây que, cái cây thẳng xuống với cái một cái que tre nhỏ này, hay là một cái que thân gỗ, các bạn sẽ cắm ngay bên cạnh với cái cây dưa chuột ý, thì các bạn sẽ cắm thẳng đó và các bạn sẽ buộc cái ngọn của cái dưa chuột chúng ta sẽ buộc vào với cái thân cây và bắt đầu chúng ta làm dàn. Dàn ở đây thì khoảng cao từ 1m2 cho đến 1m6 là vừa. Thì các bạn sẽ làm dàn và chúng ta sẽ làm bằng các bạn có thể làm bằng cái dây thép. Đó, những dây thép nhỏ nhỏ các bạn mua về và chúng ta sẽ làm dàn. Thì dưa chuột của chúng ta nó không quá nặng lắm, đúng không ạ? Thì các bạn có thể làm dàn như là chúng ta làm dàn mướp đắng ấy ạ. Đó, thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Về cái vấn đề phân bón thì cái nhu cầu dinh dưỡng của dưa chuột nó chùm khá là cao. Thế cho nên là các bạn sẽ bón thành nhiều lần. Đó, bón tập trung thì nó sẽ không tốt. Các bạn sẽ bón ở những giai đoạn đầu của sự của sinh trưởng của cái cây dưa chuột chúng ta nó sinh trưởng thì nó sẽ hấp thu nhiều chất đạm, thì lúc này chúng ta sẽ bón nhiều đạm hơn một chút. Và đến khi mà dưa nó phân nhánh và đến kết trái, tức là nó có quả, thì nó sẽ hấp thụ cái kali rất là mạnh, thì lúc này các bạn sẽ bổ sung cái kali cho cây dưa của chúng ta nhiều hơn. Đó. Thế thì cái dưa chuột thường hay gặp những cái bệnh như là bệnh tán thư này, bệnh đốm phấn hay là sương mai vân vân. Cho nên là các bạn sẽ cần phải kịp thời phát hiện ra bệnh và chúng ta sẽ có những thuốc xử lý bệnh cho nó kịp thời để không làm hại đến những quả dưa chuột của chúng ta. Thế thì cái thời gian mà thu hoạch của dưa chuột là khoảng tầm 60 cho đến 70 ngày. Sau khi mà chúng ta gieo trồng xuống là khoảng tầm 60 đến 70 ngày thì chúng ta có thể thu hoạch được những quả dưa chuột đầu tiên về để cho gia đình nhà chúng ta thưởng thức. Đó, thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách là trồng dưa chuột chùm dưa baby bằng hạt là như vậy. Vậy thì cũng mong qua video này các bạn có thể trồng cho nhà mình được những cây dưa chuột để phục vụ cho cái trái ăn cho gia đình của chúng ta.
Ươm Mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.